Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cái khổ ở địa ngục chưa phải là khổ, cái khổ đói khát của quỷ đói cũng chưa phải là khổ, làm loài súc sanh kéo xe kéo cày cũng chưa phải là khổ. Si mê không biết lối đi mới thật là khổ. Trọng tâm của Đạo Phật là chỉ cho chúng ta si mê là nguồn gốc của đau khổ, cho nên muốn hết khổ phải bứng tận gốc si mê. Vì si mê nên chúng ta tạo nghiệp, nghiệp này chưa hết tạo nghiệp khác, như vậy mãi mãi đi trong luân hồi không có ngày cùng. Nếu thức tỉnh chúng ta dừng được nghiệp, thì có ngày giải thoát sanh tử, đó mới thật là hết khổ. Vì thế nhà Phật lấy giác ngộ để độ chúng sanh, làm sao cho mọi người đều tỉnh, đều giác thì mới hết khổ. Còn giúp nhau trong sự mê muội, hết khổ này sang khổ khác, không bao giờ hết khổ. Ý nghĩa cứu khổ sâu thẳm nhất là cứu cho mình và tất cả chúng sanh hết si mê. Hiện giờ chúng ta có si mê không? Có. Vậy mà ra đường ai chỉ mặt nói chị này si mê quá. Quý vị giận liền, dám nhận mình si mê mà người ta nói si mê lại giận. Như vậy nhận si mê đó là gượng nhận thôi, chớ chưa thật tâm biết mình si mê. Cho nên người tu phải can đảm lên. Chúng ta nhận mình si mê là si mê cái gì? Tiền tài danh lợi mới là ngọn thôi, chưa phải gốc. Gốc si mê là tham, sân, si, cũng chưa phải nữa. Còn cái gốc sâu hơn, nhưng nói nghe rất đơn giản, đó là thấy thân này thật. Bởi thấy thân này thật mới tham tài, tham sắc. Từ thấy thân thật mới có sân hận, tham lam. Nếu xét thấy thân này không thật, rõ ràng sẽ bớt tham. Thân không thật tham cái gì? Biết thân không thật đó là trí tuệ. Do trí tuệ nên phá được si mê. Hết si mê thì hết tham lam, hết tham lam thì hết nóng giận. Do si mê thấy thân này còn mãi nên nghe ai nói tới chết liền sợ. Phật nói mạng sống người bao lâu? Trong hơi thở. Một hôm, Phật hỏi các thầy tỳ kheo, mạng người sống bao lâu? Các thầy có người nói 1 năm, người nói 3 tháng, người nói 1 tuần, người nói trong bữa ăn v.v. Nhưng Phật đều bảo các thầy chưa thấy đạo. Đến khi một thầy tỳ kheo đứng lên nói mạng người sống trong hơi thở, Phật liền khen ông đã thấy đạo. Vậy đạo là gì? Là lẽ thật. Con người không định được thời gian sống của mình, chỉ thở ra không hít vào là chết. Đó là lẽ thật. Vậy mà ai nói mạng sống của anh hay chị trong vòng 3 tháng thì lo thôi là lo. Nói 3 tháng là còn kéo dài nhiều, chớ Phật nói chỉ trong một hơi thở thôi. Bởi ngầm bẩn si mê tham sống nên vừa nghe ai nói chết, chúng ta cảm thấy bị xúc phạm và nổi nóng liền. Nếu chút sống muôn năm, ta sẽ cười ngay, dù biết đó là chút rỗng. Lời nói rỗng nhưng vuốt ve mình, ta cũng cười. Lời nói thật mà không đúng với sở thích, ta cũng giận. Hiện giờ đa số chúng ta sống với sáng suốt hay si mê. Si mê, dám nói mình si mê thì mai kia ra chợ, ai nói chị ngu quá không thèm giận. Vì mình đã nhận si mê rồi, ngu si là chuyện thường. Chúng ta tu là phải sáng suốt, có sáng suốt mới buông xả tham, sân. Nếu không sáng suốt thì tham sân mãi mãi vây khốn chúng ta. Cho nên trong 3 độc gốc là si, phá được si thì phá được tham, sân. Sân thấy vậy chớ nó là ngọn, gốc si mới đáng sợ. Cho nên Phật nói si mê không biết lối đi là cái khổ đáng sợ nhất. Tất cả nỗi khổ khác không đáng sợ bằng. Chích Phước Tuệ Song Tu, H.T. Thiền Sư Thích Thanh Từ.